Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền Việt Nam. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Hội ngộ lao động Việt Nam tại Cộng hòa Séc sau 30 năm xa cách. Cuối thập niên 90 thì đã có khoảng 500 công nhân nữ Việt Nam, lúc đó mới khoảng ở độ tuổi 18 đôi mươi, sang học tập và lao động tại nhà máy Lechiva, thủ đô Praha của tiếp khắc trước kia và nay là Cộng hòa Séc, theo sự ký kết giữa hai nhà nước. Và sau 30 năm thì họ đã gặp lại nhau và tổ chức một ngày hội ngộ, ôn lại những năm tháng tuổi thanh xuân đầy ký ức nơi xứ người với nhiều kỷ niệm đẹp. Tập thể các cô gái ngày xưa giờ đã có gia đình. Trong ngày hội ngộ này, bên cạnh họ còn có chồng và con của mình. Trong đó có các cháu được sinh ra trên xứ người. Nhiều chị hiện đang sinh sống ở nhiều nước châu Âu như Cộng hòa Séc, Cộng hòa Liên bang Đức, Hà Lan. Đặc biệt, có 15 chị em đại diện cho những người nay đã trở về Việt Nam sang tham dự buổi gặp mặt. Các chị em cũng hứa sẽ duy trì mỗi năm họp mặt một lần dù ở bất cứ quốc gia nào, miễn là có thành viên của hội sinh sống ở đó. Ngoài ra, các chị em còn góp lại một số tiền thiện nguyện để giúp đỡ cho các chị em còn khó khăn hiện đang sinh sống tại Việt Nam. Buổi gặp mặt đã diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube để xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền Việt Nam. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.